Chào mọi người, là Mai Gấp TV. Thì hôm nay mình sẽ quay nhà nha. Mà video mà không có khoe của đâu, có điều là mình bị bắt khen hết. Giờ đây là cái video mình sẽ quay. Thấy không? Thấy cái sớm mà bạn không biết là cái hồ cá mà. Không có tiếng, mình sẽ bật giọng này. Đây là cái bức dưới mình các bạn. Đây cái chỗ này nè. Đây là cái thánh dưới mình nè, nó làm. Đây là cái chỗ này nè. Chỗ này là cái chỗ mà để ở đây là cái chỗ phòng. Đây là cái chỗ mà phòng của nội mình làm được. Để bật gỗ hơn, mình sẽ bật một chút đèn. Này các bạn. Dạ, công tắc mà. Nè, phòng nữa. Phòng, còn là cái phòng trước rồi nè. Phòng đó, còn đây là cái chỗ mà ông nội xem phim nè. Để ngày mai mình sẽ quay gõ cho nó là sống. Đồ chó gì của mẹ rồi. Sao? Mình sẽ đi quay tiếp. Các bạn đợi xíu nha. Là chỗ ông nội mình ngủ rồi. Là cái xóm trước mình nè. Về cái chỗ đó. Còn kia là đầu bà sò kìa các bạn. Đó, thì mới xanh đó. Có nặng có cái file mình đi đây mình làm nè. Kia là mấy cái nhà nè. Còn đây là cái chỗ ông nội mình làm đó các bạn đó. Và mấy cái này nữa. Khá là nhiều lum tà la. Và cái chỗ nuôi cá nè. Chẳng kỹ thì có cá luôn nè các bạn. Vậy cái hồ cá dùng con cá chết. Vậy mất con cá luôn. Thì mốt sẽ mua cá lại. Thì ok, nếu các bạn thích video này rồi. Thì ok, nếu các bạn thích video này quên một like, subscribe và một like cho mình nhé. Các bạn nha, bye bye. Và các bạn hãy xem những cái video kia để hãy biết có gì nhà mình. Ok, bye bye.